Hello hello, lại xin chào anh em, các anh em thiện lành của kênh phụ tùng Suzuki chính hãng Kim Ngọc Giải Phát ở số 0945675425. Thì hôm nay em sẽ bật mí giới thiệu cho một người về một cái combo mà giúp cho đặc biệt là riêng dòng Suzuki Acelo thôi nha. Tiết kiệm xăng. Đối với những cái chiếc xe Suzuki Acelo mà chúng ta đã chạy hơn 15.000 cây, 20, 30, 40.000, em nghĩ là hầu như là các xe Acelo bây giờ còn chạy bây giờ đều chạy trên 20, 30.000 rồi. Và bắt đầu nó sẽ có cái hiện tượng là hao xăng hơn lúc ban đầu, máy chạy không còn được ngon mượt như lúc ban đầu, khó đề hơn lúc ban đầu khi mà mình mua xe. Và khi mà chúng ta chạy có cái tiếng nổ lập bập khi chúng ta hạ ga. Thì bây giờ chúng ta sẽ khắc phục cái hiện tượng này như thế nào thì nó rất là đơn giản thôi. Thì ở đây là em có một cái thân bình xăng con của Suzuki Acelo nha mọi người nha. Nó ở trên cái bình Suzuki Acelo này nó có một cái điểm đặc biệt hơn, một cái điểm cải tiến hơn so với những cái bình Suzuki đời trước, đó là gì? Nó có một cái van cắt gió đây, và chính thằng này là nguyên nhân gây ra hầu hết các hiện tượng kể trên. Đó là thằng van cắt gió này, van cắt gió của bình xăng con Suzuki Acelo, chỉ có Suzuki Acelo thôi nha mọi người nha. Tại vì chỉ có thằng này mới có van cắt gió thôi, còn những thằng đời trước không có van cắt gió. Thì chúng ta sẽ thay cái combo là màng da bơm hay gọi là van cắt gió, một cái bogie mới RGK C6HA trị giá 50.000, một cái màng da bơm này 150.000, giá hãng đang bán là 490.000 nha mọi người. Ở đây em bán là 150.000, có rất là nhiều luôn. Đây là hàng chính hãng em nhập từ Indo về. Mọi người nên thay là thay hàng chính hãng, đừng có thay của Seawood cho nổi trên thị trường. Cái màng da bơm của Seawood trong hãng Yamaha cũng là 400 mấy chục nghìn một cái, nhưng những hàng cho nổi trên thị trường nó như vậy, nó chỉ có 20.000, 30.000 thôi. Nhưng mà thứ nhất, chất lượng cao su nó không giống như zin, nó sẽ không cắt được giống như zin. Thứ hai là cái kích thước của cái van cắt, mọi người coi kỹ lại đây chút xíu, đó là cái kích thước của cái giòi này nè mọi người. Cái kích thước của cái van cắt gió này nè, nó sẽ không được giống như zin, cái thông số nó không được giống như zin, dẫn đến mọi người khi mà thay cái van nó vào càng thay lại vậy càng không ngon. Thì khi mọi người thay là phải thay hàng chính hãng. Cái van này mình sử dụng được cho bình xăng con của Seawood luôn nha, chỉ 150.000 thôi, có thể sử dụng cho bình xăng con của Suzuki Acelo và bình xăng con của Seawood. Thì chúng ta sẽ thay một combo gồm một màng da bơm, một van cắt gió, một bougie RGK C6HA và một lọc gió. Khi mà mọi người cảm thấy xe của mình chạy hao xăng hơn ban đầu nó rất là nhiều, thường một chiếc Acelo là phải đi trên 50 km một lít xăng mới là chính xác. Thì nếu mà mọi người đi khoảng chừng 30 mấy 40 cây một lít xăng thôi, thì mọi người bắt buộc nên phải thay cái combo này là định kỳ. Thì khi thay combo này đảm bảo với mọi người, chúng ta sẽ được cái hiệu quả, chúng ta sẽ thấy rõ liền là chúng ta sẽ tăng được cái tính tiết kiệm xăng từ 3 cho tới 10 km một lít xăng. Tại sao có số liệu này? Số liệu này là do khách hàng họ cung cấp cho em thôi, và các xe em làm tại tiệm em thu thập lại, chứ không có cái lý thuyết nào cả, này là 100% thực tế luôn. Rồi thêm nữa là gì? Ga chạy ngọt ngào hơn, xe chạy bốc hơn, không còn bị tiếng nổ lập bập khi chúng ta hạ ga nữa, là bị nổ ở cổ bô đó, ta gọi là backfire đó. Tiếp nữa là gì? Tăng tốc nó sẽ ngọt ngào hơn, nó sẽ không có đặc biệt. Hiệu quả nhất là trong việc là chống hao xăng, không bị hao xăng nữa, và khi đề nó sẽ dễ nổ hơn. Thì cái combo này nó cũng khá là rẻ thôi, màng da bơm này ha. Em nói tới cái phần mình thay định kỳ luôn ha, thì cái màng da bơm này cứ định kỳ mỗi 15.000 cây thì chúng ta sẽ thay một lần, nó cũng không hề mắc đâu, 150 thôi. Nếu mà các bạn mua ở hãng 490.000 thì nó mắc, nhưng mà em bán chỉ có 150.000 thôi, hàng chính hãng Indo nha. Chỉ có 150.000 thôi, nó không hề mắc đâu. Mình thay định kỳ mỗi 15.000 cây. Thì tại sao là chúng ta phải thay định kỳ? Tại vì khi cái màng da bơm này nó là chất liệu, nó là gì? Là cao su thôi. Cái màng, cái van cắt gió này nó là cao su. Mình xài một thời gian lâu, thứ nhất cái cao su này nó sẽ nhão. Nó sẽ không được như ban đầu. Thứ hai là nó bị rách hoặc là bị lủng lỗ. Thì khi mà hút chân không, nó sẽ không, khi mà chúng ta hạ ga cái chân không này nó tăng lên, thì cái van này nó không có khóa được, tại vì nó bị lủng rồi, nó không có hút được, nên dẫn đến cái hiện tượng là chúng ta bị hao xăng nổ lực bực. Nó không hoạt động đúng chức năng của cái van cắt gió này. Thường là khoảng chừng 15.000 là nó bắt đầu nó nhão cái cao su này, hoặc là nó sẽ bị rách, tại vì nó hoạt động liên tục. Nên cái việc rách cái màng cao su này là chuyện bình thường, chúng ta cứ thay thế định kỳ ha, mỗi 15.000 cây. Và thằng bougie này chúng ta thay thế định kỳ là quá dễ hiểu rồi. Xài một thời gian thì cái đầu tiếp điểm đánh lửa nó sẽ mòn rồi, nó đánh lửa không hiệu quả nữa, chúng ta thay đánh lửa hiệu quả thì là sẽ tiết kiệm xăng, thế thôi. Kế tiếp nữa đó là chúng ta thay cái lọc gió này là 150.000 ha. Đây là hàng chính sáng cho Acelo lắp, không có bị hở. Khi mà mình mua mấy cái lọc mà 50-60.000 là mình lắp nó sẽ bị hở cạnh, thì thứ nhất là sẽ dễ bị vô nước hao xăng, và khi mà mình chạy cái tiếng bô nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Này mới là lọc chính xác cho Acelo. Còn thường á là mình mua 50-60.000 là lọc của Smart và Viva, gắn không có khích đâu. Rồi bây giờ ha, em xin nhắc lại ha,
khi mà mọi người cảm giác xe mình bị hao xăng nè, nổ lụp bụp nè, hộp ga nè, khó đề nè, thì hãy thay combo gồm một màn da bơm, một màn da bơm của Suzuki chính hãng Indo, cái này mình có thể sử dụng cho xíu luôn nha, 150.000, một cái buji NGK C6 HKD 50.000 và một cái lọc gió, một cái lọc gió, cái này cũng định kỳ 10.000 đến 15.000 cây, chúng ta sẽ thay luôn, 150.000 lọc gió của Suzuki Acelo nha, hàng Indo, ok. Và chỉ cần đơn giản như thế thôi, mọi người thay định kỳ như thế thôi, em đảm bảo cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ tiết kiệm được từ 3 đến 10km trên một lít xăng, số liệu thực tế luôn. 3 đến 10 km một cái sạc là thứ nhất. Thứ hai, không còn hiện tượng nổ lụp bụp khi chúng ta hạ ga nữa. Thứ ba là gì? Ga nó tăng sẽ ngọt ngào hơn, không có bị hụt. Chống bị hụt ga, quay cái con xe mình trở về lại như trạng thái ban đầu. Rồi rất quá là nhiều lợi ích luôn mà với một cái tầm giá bảo dưỡng rất là rẻ. Còn chờ gì mà không thấy. Rồi, khi mà mọi người muốn mua hàng này ha, đặc biệt hàng này hơi khó kiếm, mọi người cứ yên tâm, lúc nào em cũng có sẵn cả, em nhập về cho mọi người xài cả. Thì mọi người muốn mua cái màn da bơm này, em có nhiều lắm. Màn da bơm này ha, thì hãy liên hệ ở số Zalo hoặc là Facebook 0945675425, hoặc là mọi người có thể search số điện thoại này trên Shopee. Sản phẩm này em cũng qua đăng bán trên Shopee. Rồi, xin chào mọi người nha, chúc mọi người có thể tiết kiệm được xăng xe, chạy con xe của mình ngon hơn và lúc nào cũng là yêu thích cái con Suzuki của mình. Ok. Hôm nay là quá là may mắn luôn, thì ở đây mình có một cái chiếc Revo 110 của Suzuki, sử dụng bình xăng con có van cắt gió này, và cái van cắt gió này thì đã bị rách và đã bị hư rồi, đã sử dụng 10 năm rồi ha, thì van này đã phải hư thôi. Rất là may mắn thì là tiệm mình lúc nào cũng có sẵn cái màn da bơm chính hãng để thay thế cho cái bình xăng này. Thì chiếc xe này đang gặp cái tình trạng là hao xăng rất là nhiều, bị nổ lụp bụp, nổ bếp phai và mất garanti. Đi rất là nhiều tiệm rồi nhưng mà không thể nào mà giải quyết được. Còn vào trong hãng thì là báo cái màn da bơm này là 498.000 nha mọi người nha. Thì hôm nay đến với tiệm Vĩnh Long Oi thì quá là may mắn là hàng này lúc nào em cũng có sẵn, hàng chính hãng luôn. Em chỉ bán con 150.000 thôi, giờ em nhập trực tiếp từ Indo về, nên giá thành nó khá là rẻ cho phù hợp cho mọi người có thể là thay thế định kỳ. Thì cái miếng này nha rất là quan trọng đối với những cái chiếc xe Revo nè, Acelo nè, Cius nè, là những cái chiếc xe sử dụng màn da bơm này. Thì mọi người phải thay thế khoảng 10 đến 15.000 cây là nên thay thế. Tại vì nếu mà nó không có gắp, không có lủng thì nó cũng sẽ bị nhão, nó sẽ không cắt được ngon như ban đầu. Vì thế mà chúng ta nên là thay thế định kỳ để cảm giác xe là có một cái cảm giác và nó là tiết kiệm xăng nhất cho mọi người nha. Thì quá là may mắn luôn. Thì hôm nay anh này đến là đúng nơi đúng tiệm rồi. Em sẽ giải quyết triệt để cái bình xăng con này, và thêm cái nữa là cái buji. Cái buji của anh nó đã bị hụt hết tiếp điểm rồi, nên nó hao xăng và nó chạy không ngon nữa. Thì là mình thay luôn cái buji mới, giống như là cái combo mình đã nói là màn da bơm và buji NGK C6 HKD. Khi mà đảm bảo khi lắp vào chiếc xe này rồi, đầu tiên là sẽ tiết kiệm xăng hơn nhiều, không bị nổ lụp bụp nữa, lên ga ngọt ngào và chạy rất là ngon. Rồi mọi người nhé, khi mọi người có nhu cầu đối với cái chiếc xe Suzuki của mình, nhu cầu làm bất kỳ cái gì đó hoặc là mua phụ tùng, thì hãy liên hệ kênh phụ tùng Suzuki chính hãng Kim Ngọc Vạn Phát ở số 0945675425 nha. Rồi cảm ơn mọi người. Đây là sau khi mà mình đã khắc phục ha, mình vệ sinh bình xăng con và mình thay cái màn da bơm này, thì bây giờ nè, đề một phát là nổ luôn, về garanti rất đều và nhuyễn, chạy không hợp. Đề đi em, đề thử đi. Đó mọi người thấy không, đây cái tác dụng của cái bịch cái van cắt gió này nó rất là quan trọng nha. Chỉ cần thay vào cái thôi là garanti êm nhuyễn nhừ luôn, và đặc biệt là chạy sẽ không hợp, không hao xăng, khắc phục triệt để cái tình trạng bị mất garanti trên bình xăng con của Acelo và Revo, kể cả bình xăng con của Cius Sanger luôn. Rồi ha, quá tốt mọi người ha. Thì xe này còn bị kêu gầm gò nữa. Rồi cảm ơn mọi người nha.